Bạn nghĩ con số 11% GDP có thể lớn đến như thế nào? 44 tỷ đô la Mỹ, nghe thì nhẹ nhưng hẳn nhiều người còn không biết đọc con số này như thế nào. 1.066.000.000.000.000. 1.066.000 tỷ đồng. Con số này ngang ngửa với giá trị một ngân hàng lớn và có thể bằng với các ngân hàng vừa và nhỏ cộng tổng lại với nhau. Quá kinh khủng. Chưa từng có một vụ kê biên tài sản bởi các cơ quan chức năng lớn đến như vậy. Hôm nay The Brokers sẽ chi tiết cho các bạn về vụ đại án Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lũng đoạn thị trường Việt Nam để làm giàu cho bản thân như thế nào. Một, Trương Mỹ Lan là ai? Những bước đầu thành lập ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, là một nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát vào năm 1992, ban đầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Dần dần, công ty này phát triển thành tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với hàng loạt nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Tập đoàn này còn sở hữu nhiều siêu dự án tại các vị trí đắc địa của Sài Gòn. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan bao gồm nhiều công ty con như công ty cổ phần Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Times Square và công ty tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Những công ty này từng được nhắc đến là có liên quan mật thiết với Ngân hàng Sài Gòn, SCB và tập đoàn VIPD. Đặc điểm chung của nhóm này là có vốn điều lệ đăng ký rất lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nổi bật trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan là nhóm các định chế tài chính, bao gồm Ngân hàng SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Bà Lan thường xuyên nắm giữ tỷ lệ lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và có ảnh hưởng quyết định đối với ngân hàng này. Tuy nhiên, tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng vướng vào nhiều bê bối. Bà Trương Mỹ Lan từng bị nhắc tên trong các vụ việc pháp lý và bê bối liên quan tới hoạt động kinh doanh. Năm 2017, thông tin về việc bà Lan cùng gia đình nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam gây xôn xao, dù sau đó họ đã rút hồ sơ. Năm 2022, tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị thanh tra chính phủ Việt Nam nêu tên về các sai phạm trong chuyển đổi nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 10 năm 2022, bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cáo buộc chống lại bà liên quan tới việc phát hành và mua bán trái phiếu trái phép, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy, dù bà Trương Mỹ Lan đã xây dựng một đế chế kinh doanh mạnh mẽ, nhưng cũng dính líu tới nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng, phản ánh một phần bức tranh phức tạp của giới doanh nghiệp và bất động sản tại Việt Nam. Hệ sinh thái gia đình Vạn Thịnh Phát và những kẻ tiếp tay cho hoạt động gian lận. Dưới đây là danh sách các nhân vật chính trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo. Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Huệ Vân, tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu gái của Trương Mỹ Lan. Chu Lập Cơ, người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square Việt Nam, chồng của Trương Mỹ Lan. Elizabeth Chu Yuet Han, Chu Duyệt Hằng, con gái Trương Mỹ Lan, cổ đông của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mary Chu Yuet Phan, Chu Duyệt Phấn, con gái Trương Mỹ Lan, cổ đông của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Chí Trung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, em trai của Trương Mỹ Lan. Ngô Thanh Nhã, tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, em dâu của Trương Mỹ Lan. Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú và đại diện tham gia hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Các nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, từ quản lý tài chính đến phát triển các dự án bất động sản và các hoạt động kinh doanh khác của tập đoàn. Ngoài ra, hệ sinh thái này cũng có nhiều người đang làm trong bộ máy nhà nước và tiếp tay trực tiếp về mặt pháp lý cho các sai phạm. Tháng 8 năm 2017, Nguyễn Thanh Hưng, phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã lập ra một đoàn liên ngành thanh tra ngân hàng SCB, gồm có 18 thành viên và đã làm ngơ đi các sai phạm, các hành vi phạm tội của ngân hàng SCB mặc dù đã phát hiện ra và chỉ xử phạt 945 triệu đồng. Sau đó, đoàn trưởng Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo xóa mờ những sai phạm của ngân hàng SCB, biến ngân hàng này từ một ngân hàng nợ xấu thành ngân hàng không chịu diện kiểm soát đặc biệt. Bà Nhàn đã liên tục nhận hối lộ gồm 3 lần với các số tiền 200.000 đô la Mỹ, 1 triệu đô la Mỹ và 2 triệu đô la Mỹ để thực hiện các sai phạm đó chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Các thành viên đoàn cũng đã nhận hối lộ với số tiền từ 100 triệu đồng tới 40.000 đô la Mỹ theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Toàn bộ số tiền này đều từ ngân hàng SCB, hệ thống gian lận tinh vi và quy mô lớn nhất Việt Nam trong suốt những năm qua. Bản kết luận điều tra vừa được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành cho thấy bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã trở thành trung tâm của một vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Mặc dù không giữ chức vụ nào tại ngân hàng Sài Gòn, SCB, bà Lan lại có quyền lực tuyệt đối và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này thông qua một kịch bản tinh vi. Quy trình phạm tội của bà Lan bắt đầu từ việc mua gom cổ phần và thống trị ngân hàng SCB. Bà đã thiết lập sự kiểm soát này từ trước năm 2011 khi giải người thân cận của mình để mua gom 80-98% cổ phần của 3 ngân hàng, sau đó hợp nhất thành SCB vào tháng 1 năm 2012. Bà Lan sau đó bố trí người thân tín giữ các vị trí chủ chốt trong ngân hàng. Những người này bao gồm các vị trí chủ tịch hội đồng quản trị,
tổng giám đốc và các lãnh đạo khác của SCB đều được bà Lan tuyển chọn và sắp xếp từ các đàn em thân tín tại Vạn Thịnh Phát hoặc những người có thâm niên công tác tại ngân hàng. Những lãnh đạo này hoạt động dưới sự chỉ đạo của bà Lan và nhận lương từ 200 đến 500 triệu đồng trên tháng. Nổi bật trong số này là Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc công ty Việt Vĩnh Phú, đơn vị nắm giữ 12,828% cổ phần SCB. Ông Trung cũng là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này, được bà Lan giao nhiệm vụ quản lý và điều hành việc chuyển nhượng cổ phần. Các chủ tịch SCB qua các thời kỳ như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng cũng là những người thân tín của bà Lan. Ngoài ra, rất nhiều các công ty ma, các công ty ở nước ngoài, ở những nơi gọi là thiên đường thuế do bà Trương Mỹ Lan và gia đình này đứng tên thành lập và góp vốn vào một vài công ty ở Việt Nam. Các công ty này lại là đại diện cổ đông của ngân hàng SCB nên nghiễm nhiên, bà Trương Mỹ Lan là người nắm giữ toàn bộ 92% cổ phần tại ngân hàng SCB để dễ bề thực hiện các hành vi gian lận mà không vi phạm luật một cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 5% cổ phần của ngân hàng. Quy trình lừa đảo bắt đầu khi SCB cấp tín dụng cho các khách hàng do bà Lan chỉ định. Bà Lan sẽ trao đổi và chỉ đạo các lãnh đạo SCB thông qua các thời kỳ, nhưng thực chất là để giải ngân các khoản vay cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tòa nhà Times Square, nơi diễn ra các cuộc họp giữa lãnh đạo SCB và bà Lan, trở thành trung tâm của các hoạt động rút tiền khỏi ngân hàng. Lãnh đạo SCB thực hiện theo một quy trình bất thành văn để giải quyết các vấn đề về tiền, báo cáo cho bà Lan biết để xử lý. Bà Lan sau đó sẽ dùng tài sản thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay, nhưng các tài sản này thường không đủ giá trị đảm bảo và thường được nâng khống giá trị thông qua thẩm định giá. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, SCB đã giải ngân cho 1.366 khách hàng với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng, trong đó các khoản vay liên quan trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm số lượng lớn. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, dư nợ gốc các khoản vay của bà Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn lại tại SCB. Trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng thông qua việc lập khống 916 hồ sơ vay vốn, cùng với việc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và nền kinh tế. Các hoạt động của ngân hàng SCB cũng như bà Trương Mỹ Lan không chỉ gây tổn hại đến những người tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng mà còn mang trong mình dáng hình của một loại hoạt động rửa tiền. Các dự án đắp chiếu ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như hàng loạt các dự án khác được mua về với số tiền lên đến hàng triệu đô la Mỹ và vẫn tồn tại suốt khoảng thời gian qua là vì lý do gì? Các hoạt động từ tháng 2 năm 2019 của ngân hàng SCB hầu hết là chuyển dòng tiền từ bên ngoài vào ngân hàng và rút tiền mặt ra và chuyển về nhà riêng của những người có liên quan. Đặc điểm của tiền mặt là khó bị truy vết. Nói tới đây thì các bạn cũng đã hiểu các hoạt động này đang nghiêm trọng đến như thế nào rồi. Hậu quả của các việc làm sai phạm của gia đình bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát đã vượt quá phạm vi quốc gia, không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam mà còn tạo ra những hệ lụy xấu về sau này. Mặc dù vụ việc vẫn chưa đi tới hồi kết, thế nhưng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành gắt gao để đưa những nghi phạm vào tròng, thu hồi số tiền sai phạm và phần nào đó đền bù lại cho người dân, khôi phục những hậu quả kinh tế cho đất nước. Tuy nhiên, có vẻ như vụ việc vẫn còn nhiều điểm chưa rõ bề sáng tỏ. Hãy theo dõi The Brokers cũng như để lại comment ủng hộ chúng tôi để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ đại án này.